Xin chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay chúng ta sẽ học, cô sẽ hướng dẫn bài 12, 14 và bài 16. Theo công văn mới 4040 thì ba bài này là hướng dẫn học sinh tự học. Đầu tiên là bài số 10, thực hành đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. Mục tiêu là đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt và giúp cho các em có tác phong làm việc theo quy trình. Phần chuẩn bị, sách giáo khoa, dụng cụ. Đọc bản vẽ chi tiết vòng đai hình 10.1 và ghi các nội dung cần hiểu vào mẫu như bản 9.1 ở bài số 9. Bài la mã các bước tiến hành. Đọc bản vẽ chi tiết theo mẫu như là bài số 9, kẻ mẫu 9.1 vào tập làm bài. Phần này là các em tự hướng dẫn tự học thôi nha, tự xem thôi nha các em. Vậy chúng ta sẽ đọc bản vẽ chi tiết vòng đai này theo trình tự các bước, mấy bước? 5 bước, đó là khung tên, hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kỹ thuật và tổng hợp. Phần khung tên thì các em vẫn trả lời câu hỏi là tên gọi chi tiết, vật liệu, tỷ lệ. Hình biểu diễn thì hỏi là tên gọi hình chiếu, vị trí hình cắt. Kích thước thì xác định kích thước chung, kích thước các bộ phận. Yêu cầu kỹ thuật thì nêu biện pháp gia công xử lý bề mặt. Tổng hợp thì mô tả hình dạng của chi tiết, công dụng của chi tiết. Về hình dạng của chi tiết thì các em nói là hai bên của chi tiết này là khối gì, ở giữa là khối gì. Hai bên là bài số 4 á. Hình chiếu đứng là hình chữ nhật, hình chiếu 3, 3 hình chiếu là hình chữ nhật thì nó là khối gì. Ở giữa nó là khối gì thì nó là bài 6. Vậy bài này á, cô sẽ nếu cô sẽ dùng để cộng điểm ha. Vậy bạn nào mà muốn điểm cộng thì chúng ta sẽ làm bài số 10 và chúng ta sẽ tính điểm cộng, làm trọn vẹn bài này thì sẽ được 2 điểm cộng. Vậy thì tương ứng với 5 điểm sẽ là 1 điểm cộng. Vậy thì bạn nào 8 điểm á, thì 8 chia 5 thì ra 1,6 phải không? Thì cô sẽ làm tròn là 2 điểm cộng ha. Còn bạn vậy thì 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm thì tương ứng là 2 điểm cộng. 5, 6, 7, bạn nào làm bài được 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm thì được 1 điểm cộng. Vậy bài số 10 này cô sẽ dùng để cô cộng điểm. Nếu bạn nào làm bài 10 thì bạn nào muốn cộng điểm thì làm bài số 10, được chưa? Bài 14, đọc bản vẽ lắp đơn giản, chuẩn bị, nội dung. Đọc bản vẽ lắp bộ rồng rồng. Trả lời các câu hỏi theo mẫu như là 13.1, các bước tiến hành, nhận xét đánh giá. Đây là bản vẽ bộ rồng rồng. Vậy chúng ta đọc bản vẽ này theo trình tự 6 bước. Thứ nhất là khung tên, hỏi tên gọi sản phẩm, tên gì, tỷ lệ bản vẽ bao nhiêu. Bước thứ hai là bảng kê, cho biết tên gọi chi tiết, số lượng chi tiết. Rồi, bước thứ ba, hình biểu diễn, xác định tên gọi hình chiếu, hình cắt. Ở đây thì có hình chiếu thì hình nền bên phải mới là hình chiếu. Thì nó là hình chiếu gì? Hình chiếu cạnh. Bên hình chiếu đứng có gì? Hình chiếu đứng có hình cắt cục bộ. Tiếp tục, bước thứ tư là kích thước, xác định kích thước chung. Thì khối này có ba kích thước chung là 100, là diện trục chiều cao đó. Tiếp tục là 40, tức là phi 75. Rồi, kích thước các bộ phận thì giải thích ra. Phân tích chi tiết thì tô màu cho các chi tiết. Tổng hợp thì trình tự tháo và trình tự lắp. Nêu công dụng của sản phẩm. Thì bộ rồng rọc này các em sẽ thấy nó ở các công trình xây dựng đó các em. Nó dùng để nâng vật nặng lên cao. Đây là bài số 14. Trình tự đọc nội dung cần hiểu, bản vẽ lắp bộ rồng rồng. Bài 16, thực hành đọc bản vẽ nhà. Một la mã chuẩn bị, hai la mã nội dung. Đọc bản vẽ nhà ở hình 16.1. Trả lời câu hỏi theo mẫu như bản 15.2. Ba la mã các bước tiến hành. 4 la mã nhận xét đánh giá. Thì chúng ta sẽ đọc bản vẽ nhà này ở trang
Ở trang 51. Và chúng ta sẽ đọc bản vẽ nhà này theo trình tự mấy bước? 4 bước là khung tên, hình biểu diễn, kích thước và các bộ phận. Ở phần khung tên hỏi tên gọi ngôi nhà tên gì? Tỷ lệ bản vẽ bao nhiêu? Và bước thứ hai, hình biểu diễn hỏi tên gọi hình chiếu. Trong 3 hình này, hình nào vẽ bằng phương pháp hình chiếu? Đó là mặt đứng B. Tên gọi mặt cắt sẽ là, hai hình còn lại là mặt cắt AA và mặt bằng. Bước thứ ba là kích thước, xác định kích thước chung. Rồi, ba trục kích thước nè. Chiều cao dễ nhìn nhất, 5.900. Chiều dài, 10.200. Chiều rộng, 6.000. Ở bên góc bên tay tay phải là hình phối cảnh của ngôi nhà đó các em. Vậy ba trục kích thước xong ha. Tiếp tục kích thước các bộ phận, phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, kích thước bao nhiêu? Hiên, kích thước bao nhiêu? Phòng bếp. Ở đây ta tính là khu phụ nha, khu phụ là kích thước bao nhiêu? Rồi xác định độ cao, nền cao, tường cao, mái cao. Cuối cùng các bộ phận yêu cầu xác định số phòng. Ở đây có 3 phòng và một khu phụ. Khu phụ gồm có nhà bếp, nhà tắm, nhà xí. Số cửa đi thì chúng ta đếm coi có mấy cửa đi. Có 3 cửa đi, một cánh. Rồi tiếp tục đếm cửa sổ thì có 8 cửa sổ. Các bộ phận khác thì là có một hiên và một khu phụ bao gồm là nhà bếp, nhà tắm, nhà xí. Đây là phần bài số 16. Cô vừa hướng dẫn xong bài ba bài hướng dẫn học sinh tự học là bài 10, 14 và 16. Bài này hướng dẫn học sinh tự học nên các em khỏi viết bài nha. Và bài số 10 á, bài 14 và 16 thì cô hướng dẫn cho các em sửa bài luôn rồi. Còn bài số 10 thì cô để dành coi các bạn nào mà muốn điểm cộng chúng ta làm để cô cộng điểm ha. Chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo.